Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá là mặt hàng không khuyến khích, do đó công tác kiểm tra quản lý việc kinh doanh, mua bán sản phẩm này tiếp tục được lực lượng quản lý thị trường chú trọng thực hiện nhằm nâng cao ý thức tuân thủ quy định pháp luật của các hộ kinh doanh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong tháng 5, đội quản lý thị trường số 1 kiểm tra đột xuất một số cửa hàng mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn thành phố Kon Tum. Trong đó, đa phần các cửa hàng đều có giấy phép kinh doanh mặt hàng thuốc lá, không mua bán các loại thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả theo quy định. Lâu nay tôi cũng vẫn có bán thuốc lá của công ty thương mại, những cái thuốc mà thông dụng. Hàng năm quản lý thị trường cũng có hay tới nhắc nhở, nên thành tôi cũng thực hiện theo quyết định. Thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, từ đầu năm 2024, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàn trữ thuốc lá nhập lậu, đồng thời triển khai tuyên truyền trực tiếp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho các hộ kinh doanh trên địa bàn, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh thuốc lá. Từ đầu năm tới giờ, đội quản lý thị trường số 1 thì luôn chú tâm và chú trọng đến cái hàng thuốc lá cấm, thì cũng kiểm tra là cũng có hiệu quả. Thì vừa rồi đội quản lý thị trường số 1 cũng có kiểm tra 2 điểm và phát hiện nó có bán đến 104 có thuốc lá dép, hàng cấm, hàng nước cấm kinh doanh, và cũng đã xử phạt 6 triệu hai hộ đó. Thì ngoài ra thì các cái hộ kinh doanh khác thì họ kinh doanh thuốc lá Việt Nam, có nghĩa là họ có giấy phép, họ xin cấp phép buôn bán thuốc lá thì được nhà nước cho phép, thì họ buôn bán. Thì qua cái khâu kiểm tra thì đa số là người dân đều có giấy phép kinh doanh thuốc lá hết. Ngoài thuốc lá truyền thống, vài năm gần đây, thuốc lá thế hệ mới đang phổ biến rộng rãi, nhất là trong giới trẻ. Mặc dù các cơ quan chức năng tìm cách siết chặt quản lý, nhưng các sản phẩm này vẫn đang được bày bán tràn lan trên thị trường thông qua các nền tảng xã hội, mua sắm trực tuyến và thương mại điện tử, gây khó khăn trong công tác kiểm tra xử lý. Đến bây giờ thì chưa phát hiện được cái hộ kinh doanh nào mà có bán thuốc lá điện tử. Ngay cả khi mà kiểm tra đột xuất các cái điểm bán ở học đường đó, ở các trường học đó, thì để xem thử có cái bán thuốc lá điện tử cung cấp cho học sinh không, mà vượt qua cái đánh giá khách quan thì các em có thể là mua trên mạng. Tại vì cái lực lượng bên quản lý thị trường cũng đã có phối hợp với bên công an, kinh tế thì luôn luôn đi kiểm tra cùng với nhau, mà lực lượng bên đó họ cũng chưa phát hiện được. Vì nó là cái mặt hàng cấm kinh doanh nên không có ai bày bán công khai cả. Thưa quý vị, thuốc lá thế hệ mới thì bao gồm hai loại, đó là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Dưới sự tác động của các hình thức quảng cáo tiếp thị thì nhiều người dân, nhất là các bạn trẻ, thường bị nhầm lẫn rằng khi sử dụng các loại thuốc lá này thì sẽ ít gây hại hoặc không gây hại tới sức khỏe so với thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, ngành y tế cũng đánh giá rằng là việc sử dụng các loại thuốc lá này cũng ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe, nhất là đối với hệ tim mạch và hô hấp.